Hello các bạn, xin chào các bạn đã tới kênh YouTube của mình. Hello con muốn chào khán giả của mẹ không? Bạn nào mà có theo dõi kênh YouTube của mình thì cũng biết đó là chồng mình là chuyển công tác tháng 1 2023 qua văn phòng mới ở Des Moines, Iowa. Cho nên là cái tuần giữa Giáng sinh với năm mới là mình với chồng mình là nghỉ làm để dọn nhà. Mà tụi mình cũng rất là may mắn là không có phải tự dọn nhà, mà là công ty chồng mình có dịch vụ thuê nhà, có cái dịch vụ mà dọn nhà đó, là công ty mình mướn hẳn, công ty chồng mình mướn hẳn một cái công ty khác, họ mang xe tải lớn tới, rồi họ mang người tới, họ sẽ gọi là họ dọn nguyên một cái nhà đi cho mình, là mình không phải mang bất kỳ một cái gì đó, mình không phải tự dọn bất kỳ một cái gì, tự mình làm hết, họ sẽ tới họ dọn cho mình. Thì hôm nay á, bên Mỹ là thứ tư thì là hôm nay là thứ năm chứ. Hôm nay thứ năm là cái công ty dọn nhà nó vừa tới, nó mang cái xe tải bự thiệt bự tới, mình sẽ quay cho các bạn coi họ dọn sao. Mà họ làm hay lắm nha. Đây để bây giờ để cho các bạn coi. À đây là mẹ mình. Hello mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ mình gọi là được xem là bên Mỹ dọn nhà như thế nào. Ủa mẹ, ở Việt Nam á có công ty dọn nhà vậy hay là Việt Nam mỗi lần dọn nhà phải tự cũng dọn có mẹ? Có công ty dọn nhà. Nhà Mai Khôi. Mai Khôi đó, theo như mẹ mình nói là cũng có công ty dọn nhà Mai Khôi. Tại mẹ mình là hồi cách đây 3-4 năm thì cũng xây nhà rồi, cũng dọn từ nhà cũ qua nhà mới, nhưng mà lúc đó là tự dọn mẹ hả, mẹ với bố tự dọn, tại vì nhà cũng nhỏ nên tự dọn, mà quan trọng là đâu có ai trả tiền cho công ty Mai Khôi đâu, cho nên thôi tự dọn. Còn tụi mình nói thiệt nha, nếu mà không có công ty trả tiền dọn nhà, tụi mình phải tự dọn rất là phê. Tại vì tụi mình dọn mà dọn hết một căn nhà luôn rồi, có hai đứa, có đứa con nữa nè. Con mình nè, nó mới có 8 tháng rồi, nó nằm nó chơi tàn đây. Thôi bây giờ con sẽ ra con quay cho mấy bạn coi dọn nhà, rồi cái tụi mình phải đi khách sạn rồi. Thì lịch trình của tụi mình đó là đây, khu nhà mình ở đây. Lịch trình của tụi mình là hôm nay là thứ năm, là công ty dọn nhà tới. Cái công ty nó bự như vậy nè, nó chơi một cái xe tải bự như vậy nè, cái xe tải bự y như căn nhà vậy đó ha. Tại cho nên nó mới dọn được nguyên một căn nhà là vậy đó. Xe tải rất là bự, coi như là mấy bạn tưởng tượng coi, căn nhà mà căn nhà có nhiều đồ lắm thì cái xe tải nó bự như vậy nè. Đó, cái xe tải nó bự y như căn nhà. Đây là cái công ty này, Moving and Storage Company, là chuyên gia của họ là chỉ có dọn nhà thôi. Họ chơi cái xe tải bự như vậy tới, rồi có 4 người Mỹ, đàn ông 4 người da, 4 người Mỹ hay 5 người gì đó, không có 5 người, 1, 2, 3, 4, 5, hình như là cái đội của họ có 6 người, 1, 2, 3, 4, thấy bây giờ thấy có 5 người, có 5 người, coi như là cái đội của họ là có 5 người, họ tới là mà đàn ông to cao lực lưỡng không Mỹ mà, có 5 người đàn ông, họ tới là họ sẽ khiêng tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà mình ra, mà tụi mình không cần phải đóng thùng nha. Đồ đạc của tụi mình là vẫn để nguyên như bình thường, họ tự đóng thùng luôn, tại vì khi mà họ tự đóng thùng á thì họ mới đóng kỹ lưỡng để không có bể được. Mà tất cả những cái này là bảo hiểm, có nghĩa là cái công ty này nè nó gọi là một cái dịch vụ dọn nhà, là nó có cái chương trình bảo hiểm luôn. Nếu như mà những cái người dọn nhà này mà làm mất đồ của mình là họ phải đền, hoặc là họ làm bể đồ của mình là họ cũng phải đền. Thì cái nhà của mình nó là có hai phòng ngủ, ấy có ba, cái nhà của mình là có hai phòng ngủ, có ba phòng tắm cộng với một cái gác lửng nữa. Thì họ bảo họ mới vừa tới đây, bây giờ mới có 9:30 sáng là họ tới đây, họ bảo là họ sẽ dọn trong vòng một ngày là xong, một ngày hoặc là hai ngày là xong, thì không biết, tùy để có tình hình, nhưng mà một ngày tới hai ngày là sẽ xong. Thì hôm nay bên Mỹ đã là 20, để coi bên Mỹ đã là 29 rồi, bên Mỹ đang là 29 tây, thì họ bảo là một là họ dọn trong vòng một ngày là 29 tây xong, còn không thì dọn hai ngày là 29-30 tây là sẽ xong. Thì sau đó đó là họ sẽ chở thẳng qua cái nhà mới của tụi mình luôn, là họ dọn là một ngày hoặc là hai ngày, tùy theo họ dọn nhanh hay không. Nếu mà chậm thì trong vòng hai ngày họ phải xong, là họ dọn 29-30, rồi ngày 31 đó họ sẽ chở cái xe vận tải bự như vậy nè, họ chở qua nhà mới của mình ở Des Moines là ngày 31 ngày 1 tây 2 tây gì đó. Họ có cái thời gian của họ, có nghĩa là họ có 2 ngày 29-30 để dọn, miễn là xong trong 2 ngày đó. Rồi ngày 31 họ lái đi, thì họ được quyền là họ có 3 ngày để họ thả đồ xuống nhà mình, là 31, 1 tây, 2 tây. Trong vòng 3 ngày đó họ phải tới nhà mới của mình, họ phải để
để họ phải thả đồ nha mình. Mà khi mà họ thả đồ đó là họ phải thả vô từng phòng luôn, chứ không phải là họ thả ở một chỗ để mình tự khi vô đâu. Tại vì cái này là cái dịch vụ mà họ làm từ A tới Z luôn. Mấy bạn tưởng tượng là đồ ở trong nhà mình á, là coi như là lúc mà hồi nãy là mình với con, mà hồi nãy mấy bạn coi thằng bé là nó trong xe rồi. Tại vì là công ty chồng mình sẽ trả tiền cho tụi mình được ở khách sạn luôn. Tại vì là khi mà dọn nhà như vậy là bị hết mấy ngày đúng không? Ngày 29-30 là nó dọn nhà, là trong nhà đâu còn gì đâu. Rồi nó chở qua tiểu bang mới, rồi nó thả đồ tiểu bang mới là 31 tay, 1 tay, 2 tay. Là coi như là công ty chồng mình trả tiền khách sạn cho tụi mình được ở khách sạn 3 tuần. Để mà cái công ty dịch vụ dọn nhà này nó dọn nhà rồi nó thả đồ vô nhà rồi sắp xếp đồ cho mình nữa. Thì đó thì là tụi mình sẽ ở khách sạn trong vòng 3 tuần tới. Mà rất là may mắn là công ty trả tiền hết. Chứ mấy bạn biết dọn nhà kiểu này nè, dọn nhà cái ngày hôm nay mà dọn này nè, ngày xưa nha, tại vì chồng mình á, cứ 4-5 năm á là phải dọn nhà một lần. Thì cách đây 2018 á, khi mà tụi mình dọn từ Vermont qua đây á, cái nhà đó nhỏ hơn cái nhà này nữa. Cái nhà đó là có 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm thôi. Tại lúc đó tụi mình vẫn chưa có con. 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Mà cách đây 4 năm, 2018 dọn ở đây, thời điểm đó khi mà công ty dọn nhà đó là tốn của công ty hết 18.000 rồi, 18 hay 20 ngày dọn đó mình không nhớ. Thì cái đó là cách đây 4 năm cái nhà nó nhỏ hơn cái nhà này bự á. Cái nhà kia có 2 phòng ngủ 1 phòng tắm, mà nhà 2 phòng ngủ 1 phòng tắm, mà nhà này tới 2 phòng ngủ 3 phòng tắm cộng cái gác lửng nữa. Cái nhà này bự gần như là gấp đôi cái nhà cũ kia, cho nên đồ nhiều hơn, phòng nhiều hơn. Cái nhà này để mình coi dọn hết nhà xong hết khoảng bao nhiêu tiền. Nhưng mà mình nghĩ á, cái nhà kia mà đã 18.000, cái nhà này bèo bèo á, nói thiệt nha, chắc cũng phải 20 mấy tới 30 ngàn, 25 tới 30 ngàn để dọn căn nhà này là chuyện bình thường luôn. Mình có một người quen mới dọn nhà hồi mùa hè vừa rồi, bây giờ là tháng 12, cái người đó dọn nhà hồi tháng 7. Cái nhà cũng có 2 phòng ngủ 1 phòng tắm thôi, dọn từ Vermont qua South Carolina mà dọn hết đâu 18.000 rồi. 2 phòng ngủ 1 phòng tắm mà 18.000, mà trong khi cái nhà này là như nãy mình nói là 2 phòng ngủ mà 3 phòng tắm cộng cái gác lửng. Cái này hả, bèo bèo mình nói thiệt, cái kia 18.000, cái này chắc cũng phải 25 tới 30 ngàn vòng vòng đó. Tại vì nhiều phòng hơn, người ta dọn lâu hơn. Nhưng mà được cái may mắn như mình nói là đồ đạc hồi nãy mình đi ra đó, mình không mang cái gì theo đó, coi như là mình cứ để im vậy đó. Ngày hôm qua mình ngủ mà mình vẫn để im vậy. Mình tất cả đồ đạc nó bình thường, mình sống sao đồ đạc ở ngay tại đó, công ty nó vô nó sẽ tự sắp xếp đồ lại cho mình, rồi nó tự bỏ vô thùng cho mình, rồi nó bỏ theo thứ tự luôn. Có nghĩa là tất cả những đồ trong nhà bếp á sẽ vô một chỗ, có nghĩa là khi mà nó gọi là nó thu dọn á, tất cả những đồ trong nhà bếp á, khi mà nó bỏ vô cái xe vận tải của nó, vậy nè, đồ trong nhà bếp sẽ nằm một góc trong xe vận tải này, đồ trong nhà tắm sẽ một góc trong vận tải này. Rồi nhà có 2 phòng ngủ, là phòng ngủ đầu có đồ gì nó sẽ để như vậy, phòng ngủ thứ hai có đồ gì nó cũng để một góc, để chi mà biết không, để khi mà nó qua nhà mới á, khi mà họ để đồ vô nhà mới á, tất cả những cái đồ thuộc về nhà bếp họ sẽ để vô nhà bếp lại cho mình, tất cả những cái đồ thuộc về phòng ngủ thứ nhất họ sẽ để vô phòng ngủ thứ nhất cho mình, cái đồ thuộc về phòng ngủ thứ hai họ sẽ để vô cái phòng ngủ thứ hai cho mình. Nghĩa là họ làm giống như là họ đóng thùng sao, họ lúc mà những cái đồ đạc đó, đồ ở phòng nào á, họ đóng thùng theo từng phòng. Cho nên là đồ ở phòng nào họ đóng thùng xong qua nhà mới á, những cái thùng đó họ sẽ để những cái thùng đó trong cái phòng đó cho mình luôn ha. Rồi những cái lớn giống như là giường chẳng hạn, đúng không, giường, cái giường bên Mỹ rất là lớn. Tại vì ở Việt Nam mình là giường là ngủ có cái nệm ở trên giường thôi, còn bên Mỹ là có cái giường nè, có cái bed spring nè, rồi có thêm cái khung giường nữa. Cái giường mà giường nhà mình là giường king size rất là bự, là họ sẽ tháo cái giường ra, tại vì tháo cái đó mệt lắm, họ sẽ tháo cái giường ra, họ đóng cho mình xong, đóng cho thùng, rồi họ coi như cái khung giường bự vậy đó, như là họ tháo cái khung giường thành từng mảnh ra, họ đóng vô thùng, rồi họ qua nhà mới họ lắp cái khung giường lại cho mình, như là họ làm những tất cả những cái đó. Như ở nhà mình nè, có tivi đúng không, tivi là tụi mình không có để tivi ở trên bàn, tại vì cái tivi ở nhà này là
có mấy cái tivi, có 1, 2, có 3 cái tivi, 2 cái tivi nhỏ là 55 inch, cái đó thì dễ rồi. Còn cái tivi là 85 inch, có một cái tivi 85 inch đó là tụi mình treo ở trong tường, nghĩa là mình mount trong tường á, thì họ sẽ phải lấy cái họ phải unmount cái tivi đó ra từ trong tường rồi họ bỏ vô cái thùng của họ, họ mang đi qua kia. Mang đi qua kia xong á thì họ sẽ lắp lại cho mình. Đây, đó thì quay cho mấy bạn nhìn để mình muốn giải thích cho mấy bạn là cái quá trình chọn nhà ở Mỹ á, là có công ty á, thì cũng đỡ lắm, rất là đỡ. A à, con mình nó đã bụng. Bình sữa, à bình sữa, đưa cái bình sữa cho con bú nha. Đó, con mình nó đói bụng. Tại vì sao? Tại vì là như để mình nói là công ty á, thì sẽ dọn nhà. Thì ngày hôm nay là tụi mình sẽ ra khách sạn ở. Tụi mình sẽ phải ra khách sạn ở, gọi là, để coi bình sữa hồi nãy nằm ở đâu, kiếm cái thằng nhỏ bình sữa nha. Chờ mấy bạn chờ mình một chút. Tại vì là tụi mình sẽ phải ra khách sạn ở, gọi là ra ở khách sạn tới 2-3 tuần lận, cho nên là cầm theo đồ ăn này đủ thứ nè. Ây chà. Đây, bình sữa của con đây. Hơi dơ, phải lau sơ sơ nha. Có cái khăn không? Cái khăn đâu? Để đi kiếm cho cái khăn. Hồi nãy cầm lên đây, có lấy cái khăn lông á. Có cái khăn lông hồi nãy đâu? Ừ, lau sơ sơ, hồi nãy nó bị ướt á. Rồi, uống đỡ đi con trai. Đó thì cái quá trình dọn nhà là như vậy. Thì như mình nói là mình, con mình, mẹ mình với chồng mình là công ty trả khách sạn ở tổng cộng là 3 tuần, ở đây mấy ngày, ở đây 2-3 ngày để coi cho nó dọn nhà. Tại tối nay ngày mai là họ dọn nhà, đâu có về đây ở được. Có nghĩa là 2-3 ngày sẽ ở vẫn ở thành phố này khoảng 2-3 ngày, coi cho họ dọn nhà, ở khách sạn coi cho họ dọn nhà. Rồi sau đó khi mà qua chỗ mới á, là sẽ ở chỗ mới 3 tuần luôn. Có 2 tuần là mình ở chỗ mới. Từ ngày 1 tay tới 14 tay là mình ở khách sạn ở chỗ mới 2 tuần, để cho công ty á, nó mang đồ lên, rồi nó thả đồ vô nhà, rồi nó cho mình 2 tuần ở khách sạn, thì nó làm hết cho mình. Nên cũng đỡ lắm. Cũng như mấy bạn thấy đó, mấy bạn nghĩ coi, dọn nguyên một căn nhà mà tự mình dọn rất là phê nè. Nhìn nè, nhìn xa xa cho thấy cái xe nó bự như thế nào. Đây là, thấy không, cái tòa nhà nè, cái xe nó rất là bự, cái xe này nó bự y như căn nhà đó, cho nên là họ mới dọn được nguyên một căn nhà là như vậy. Coi như là họ sẽ làm, họ vô họ nhìn hết rồi họ làm hết, họ là chuyên nha. Cái này, cái công việc của họ chỉ là dọn nhà thôi, cho nên họ vô có những cái đồ lĩnh kỉnh là họ cũng phải dọn hết đi cho mình luôn, nên rất là tiện lợi. Mà như mình nói đó, để chồng mình hả làm xong cái này, để mình hỏi anh coi tốn khoảng bao nhiêu tiền, nhưng mình nghĩ là bèo bèo cũng phải 25-30 ngàn tiền dọn nhà đó, theo như mình đoán. Tại vì lần trước mà đã 18 ngàn rồi, lần trước đó là đã 18 ngàn, mà cái đó cách đây 4 năm, mà cái nhà đó nhỏ xíu à, cái nhà này bự hơn, thì phải, mà bây giờ mấy bạn biết rồi, vật giá leo thang, chắc cũng phải 25-30 ngàn tiền dọn nhà. Nhưng mà được cái là nhờ may mắn là công ty trả. Tại vì bên Mỹ á, bạn nào làm ở Mỹ biết mà, thường á khi mà bạn tự mua nhà, tự dọn nhà là tự mình phải trả, đó là chuyện của mình. Nhưng mà nếu mà công ty điều công tác, như chồng mình là công ty ảnh điều công tác qua thành phố mới, qua văn phòng mới, chính vì công ty điều ảnh đi cho nên là công ty nó lo hết, nó mướn người, nó lo hết luôn. À, con mình muốn thêm sữa, có sữa chứ, rất là nhiều sữa đây. Lấy sữa ra cho nó. Chờ chút coi, hồi nãy cái nó nắm chặt lắm cái bình đó, không chịu bỏ nè. Đây con, mở ra. Đây đó, đi đâu cũng phải, gọi là thằng nhỏ đi là cực nhất, chứ mình người lớn thì đó, không có sữa nên khóc nè. Ô, đói bụng, nó không có sữa nó khóc. Đó, chỉ quay cho các bạn đi ạ. Ô, trời. Sao vậy con, uống đỡ đi. Giỏi hả? Ô mẹ nè, đừng có giỏi mà. Ô nó giỏi rồi, nó không sữa, không có đưa vô. Từ từ mình đưa cho nó mẹ, từ từ, nó nãy nó hơi giỏi cả, nó không sao đâu. Đây, coi cái xe nè. Tất cả những cái thứ này là những cái thứ mà sẽ gọi là vô khách sạn với mình. Tại vì mình ở khách sạn hết 2 tuần mà, cho nên là cái công ty nó tới nó dọn cái gì thì nó dọn. Những cái đồ đó là tới thẳng từ nhà này qua thẳng nhà bên kia. Còn những cái đồ trong xe này là những cái đồ mà, tại vì tụi mình phải ở khách sạn 2 tuần mà có thằng nhỏ nữa, ở khách sạn gần 3 tuần chứ bên đây 3 bữa, bên kia 2 tuần rồi, gần 3 tuần. Thì như vậy, như cái này nè, cái bồn tắm của thằng nhỏ là phải cầm theo nè, quần áo của mình, mẹ mình với thằng nhỏ phải cầm theo nè. Nói chung á là đó, cũng may là có xe, cũng nói chung là xe này thuộc dạng là SUV, là xe bự á, cho nên thì cũng bỏ vô được, chứ không cũng phê lắm.
Rồi rồi thôi bây giờ mình đi khách sạn con nha, tại vì thôi bây giờ nè con, bây giờ mẹ nè, bây giờ mình sẽ đi khách sạn, tại vì sao công ty vận chuyển á là nó sẽ tiếp tục làm nguyên ngày hôm nay tới có thể là ngày mai luôn nếu nó dọn không xong. Chồng mình ở đây ảnh sẽ lo, thì bây giờ mình với mẹ mình sẽ lái xe vô khách sạn để thằng nhỏ nó còn chơi nó ngủ chứ nó ngồi trong xe tội nghiệp nó quá. Thôi bây giờ tụi mình sẽ đi khách sạn lên đây. Đây là xe của mình, chồng mình, hai vợ chồng thích màu xanh. Xe này là xe của chồng mình, đây xe ảnh cũng gọi là hôm nay là cũng sẽ bỏ một mớ đồ vô xe ảnh luôn đó. Có những thứ mình phải cầm theo như là ảnh là như máy tính nè, rồi như có những thứ như là tiền đúng không, tiền nè, máy tính nè, điện thoại nè, giấy tờ tùy thân, những cái đó thì phải cầm theo chứ đâu có để cho người ta dọn sợ mất đó. Mình đây, xe của chồng mình, đây là xe của mình, vui lắm nha, cả hai vợ chồng rất thích màu xanh cho nên là đây là xe của mình à. Đây là xe của chồng mình, thấy hai vợ chồng không, hai vợ chồng lái xe màu xanh thích màu xanh lắm đó. Xe của mình thì SUV bự hơn xe ảnh một chút. Đây xe mình, đây là xe chồng mình, hai vợ chồng là màu xanh. Thôi bây giờ xin tạm biệt các bạn nha, quay vậy thôi. Bây giờ chồng mình á, ảnh sẽ ở lại đây nguyên một ngày, ảnh coi cho công ty dọn dẹp nhà cửa. Đây là cái khu nhà mình ở, chuẩn bị dọn đi rồi. Thôi vậy thôi, bây giờ tụi mình phải lái xe đi ra khách sạn đây để con mình nó buồn ngủ rồi, phải lái xe ra khách sạn để mình cho nó vô nó ngủ rồi chồng mình ảnh lo tiếp. Thôi xin chào các bạn, mình sẽ mấy một vài bữa nữa thôi là mình sẽ đó, các bạn thấy là bừa bộn cái này là cái ghế nè. Thằng nhỏ đi đâu á, đồ là của nhỏ không mà, đây là cái ghế mà nó ăn, cái ghế nó ngồi bên Mỹ nó có cái dạng ghế đặc biệt ngồi cho nó ăn, cũng phải cầm theo. Cái gì cũng phải cầm theo cho thằng nhỏ đó, tại vì người lớn mình thì cái gì cũng được, nhưng mà trời con nít mà, mấy bạn biết rồi, đi đâu cũng phải cầm theo đồ hết á. Thì bây giờ tụi mình ra khách sạn, tụi mình sẽ ở đây 2 ngày thôi để cho công ty nó dọn nhà, tại vì khi mà họ dọn xong á mình phải về. Trước cái ngày mà họ dọn xong á, mình phải về mình ký giấy để cho là biết chắc là họ đã cầm theo tất cả những thứ mà mình muốn này thế kia thế nọ. Nói chung á là xong cái đó rồi á thì là tụi mình là thứ bảy, hôm nay là bên Mỹ là thứ năm rồi, thì thứ bảy tụi mình sẽ lái xe qua Iowa. Thì khi mình lái xe qua Iowa mình sẽ chia sẻ về cuộc sống mình đó, tại vì nói thiệt là mình chưa bao giờ ở Des Moines Iowa, mình ở Springfield này 4 năm rồi, mà công việc của chồng mình á thì cứ mấy năm là phải dọn nhà, mà khi mà dọn nhà thì lại được qua một cái thành phố mới ở, lại được ở cái tiểu bang khác nên cũng rất là vui. Như mẹ mình là qua Mỹ chuyến này, lần nào qua Mỹ cũng dọn nhà. Lần trước mẹ mình qua Mỹ chơi thăm mình thì tụi mình dọn từ Vermont qua bên Springfield. Bây giờ thì dọn từ Springfield qua Des Moines nên cũng vui lắm. Thì khi nào dọn nhà thì tụi mình sẽ chia sẻ thông tin thêm với các bạn về cuộc sống ở thành phố mới. Vậy thôi nha, xin chào các bạn. Bây giờ mình với mẹ mình là phải đi qua khách sạn rồi, tại vì là thằng con mình nó buồn ngủ rồi, 10 giờ mấy cái giấc này ảnh hay ngủ một chút nè. Tụi mình sẽ ra khách sạn thôi, chứ bây giờ ở đây cũng đâu làm được gì đâu. Tụi mấy bạn nhìn đi nè, cái công ty dọn nhà thì nó vẫn dọn, nó có 4-5 người nó dọn nhà rồi, thì chồng mình ở đây ảnh lo nó rồi. Thì mình á thì nói chung á là mình với chồng mình vui lắm, mình là nhiệm vụ là coi con, lo cho con, ảnh thì ảnh lo giống như nhà cửa những cái chuyện này thì ảnh lo hết, thì mình không có lo được tại mình đâu có biết đâu, mỗi người một việc. Thì ảnh không có chăm cho con được nên mình chăm con, rồi ảnh lo những cái chuyện nhà cửa này thôi. Thôi ha, xin chào các bạn. Bây giờ mình phải đi khách sạn, thì khi tới khách sạn có thể là mình sẽ quay review cho mấy bạn coi, tại khách sạn này mình cũng chưa có bao giờ ở cái chỗ này. Cái khách sạn này gần nhà lắm, có 9 phút mà, nhưng mà tại trước giờ có nhà ở đây đâu bao giờ ra khách sạn ở, nên hồi nữa tới khách sạn thì sẽ quay review cho mấy bạn coi. Vậy được rồi, mình xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại. Bye bye.